Tử vi tuổi Ất Hợi 1995 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị và các bạn thân mến, nhiều chuyên gia phong thủy nhận định rằng tuổi Hợi là một trong những con vật thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Những người tuổi Hợi rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, hiểu biết nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Không chỉ vậy, họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh. Hôm nay, trong chuyên mục Tử Vi Từng Tuổi, ban biên tập chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của những người tuổi Ất Hợi trong tháng Mậu Tý năm 2020. Như vậy, người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 sẽ ra sao vào tháng 11 năm 2020 âm lịch? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Tổng quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là phích lịch hỏa, tháng thuộc hành mộc khắc hành thổ, tháng Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thần thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với người tuổi Ất Hợi trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch, mùng 2 tháng 11, tức ngày 16 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 11, tức ngày 28 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 11, tức ngày 9 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Ất Hợi trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 23 tháng 11 năm 2020, tức mùng 6 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 11 tháng 11, tức ngày 25 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Ất Hợi tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch năm 2020, tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 sẽ không hoàn toàn tốt đẹp như mong muốn. Mậu dương thổ gặp hợi âm thủy nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Hơn nữa, những gia chủ tuổi Ất Hợi
vốn mang bản tính hiền lành lại thêm phần tin người khác quá, dẫn đến tuổi trẻ nhiều fan còn lận đận. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và một bản chất của người nghệ sĩ sống thư thái, an nhàn. Và đặc biệt, bước sang tháng 11 âm lịch, bản mệnh sẽ vượng vận quý nhân, hành sự dễ dàng, đạt kết quả như mong đợi. Tử vi dự báo chắc chắn rằng bạn sẽ đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ. Trong tháng này, các gia chủ Ất Hợi sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 2 tháng 11, tức ngày 16 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng, ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn, thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có công dụng, kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp, trong tháng 11 âm lịch, công việc của các gia chủ tuổi Ất Hợi không được thuận lợi do nhiều yếu tố. Sự nghiệp có thể bị vướng mắc với những khó khăn. Mặc dù bạn nghĩ rằng bạn đã chuẩn bị rất tốt, nhưng quá trình vẫn gặp phải những vướng mắc. Tuy nhiên tháng này, bạn vẫn nhận được sự trợ giúp từ các quý nhân. Đó có thể là bạn bè, người thân hay những đồng nghiệp của mình, nên các khó khăn cũng sẽ nhanh chóng qua thôi. Những người làm ăn buôn bán, tháng này nhớ xem xét sổ sách thật kỹ lưỡng, hiểu và điều tra khách hàng chi tiết, bởi tử vi tháng này cho thấy bạn có thể sẽ bị lừa bởi những người bán hàng. Hơn nữa, bản mệnh luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng với mọi phương án có thể xảy ra. Nhờ sự lo sợ ấy mà giảm thiểu được khá nhiều khó khăn, trở ngại, cũng giảm bớt sai lầm không đáng có. Tuy nhiên, bản mệnh cần nhớ phải giữ sự khiêm tốn, chớ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống xấu. Bên cạnh đó, những gia chủ Ất Hợi hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, Hợi, Mão, Mùi để kích con đường công danh, tài lộc, thêm phần nở rộ thành công. Vật phẩm cũng là một pháp khí hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về tài lộc, mặt tài lộc của tuổi Ất Hợi trong tháng 11 âm lịch sắp tới không được tốt cho lắm. Bản mệnh sẽ phải chi rất nhiều trong tháng này. Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp, bạn cần cảnh giác với sự gia tăng chi phí. Điều này có thể dẫn đến sự bế tắc trong kinh doanh. Còn nếu bạn là nhân viên làm công ăn lương thì việc chi tiêu trong tháng này sẽ vượt mức thu nhập, khiến bạn lao đao vay mượn. Lời khuyên của thầy Gia Cát dành cho bạn là hãy có kế hoạch thu chi hợp lý. Nếu không, tài chính của bạn từ giờ đến cuối năm sẽ rất khó khăn. Ngoài ra, để kế hoạch sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt hơn nữa, đó là vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tình duyên, những người tuổi Ất Hợi thường là người đào hoa, đa tình. Nếu bạn đã có gia đình, cần đề phòng có kẻ thứ ba xen vào. Điều này sẽ gây ra các mâu thuẫn không tốt trong nhà. Tháng này cũng có tin vui về con cái, có thể gia đình có thành viên mới hoặc các con giỏi giang, thông minh và khỏe mạnh. Còn đối với những người tuổi Ất Hợi còn độc thân, tháng này cũng có nhiều tơ duyên đối với bạn. Phong thủy Gia Cát khuyên bạn đừng bắt cá hai tay, sẽ có nhiều vướng bận. Hãy xác định với một người bạn cho là phù hợp, kẻo lắm mối tối nằm không. Tại nơi làm việc, tháng này mối quan hệ giữa bản mệnh và đồng nghiệp sẽ không được tốt do tranh cãi về công việc. Tuy nhiên, mâu thuẫn này sẽ sớm kết thúc. Bởi vì bạn là người sâu sắc, tình cảm, thông minh, lanh lợi, được lòng bạn bè, chơi với bạn khác giới thì lại dễ bị người ta thích. Cho nên bản mệnh phân biệt ranh giới tình cảm và tình bạn. Ngoài ra, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận của Huyền Long, Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm sẽ giúp bạn hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe của tuổi Ất Hợi. Trong tháng 11 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Ất Hợi khá tốt.
Tuy nhiên do bạn lo lắng quá nhiều, thức khuya và thiếu ngủ khiến bạn tinh thần không tốt. Bạn cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Ngoài ra, khi xem tử vi 2020, sức khỏe của tuổi Ất Hợi không có vấn đề gì lớn phải lo lắng. Hãy chăm tập thể dục thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Thêm nữa, gia chủ tuổi Ất Hợi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi tuổi Ất Hợi trong tháng 11 âm lịch năm 2020. Mọi phương diện đều khá tốt, nhưng gia chủ Ất Hợi cần chú ý đến việc cân đối chi tiêu và các khoản tiền dự trữ. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chắt lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Ất Hợi trong tháng 11 âm lịch này. Các anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.